Chào các bạn, đây là một bộ sạc của Suzuki GD dành cho chiếc quay RSX110. Đây là một cái bộ sạc đầy đủ, có relay chuyển điện bình. Và sau khi các bạn gắn cái bộ sạc này vào xe thì nó sẽ tự động chuyển qua điện bình. Và đồng thời là tất cả các giắc cắm thì mình đều làm cắm giắc như zin. Với cái việc làm giắc như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế cả sạc và cả bộ dây rất là dễ dàng, chứ không phải là dính dáng với nhau. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp ha. Thì cũng như thường lệ thôi. Đây đây là cái giắc to này, nó sẽ đi với nhau, nó sẽ cắm vào đây. Giắc mình đang cầm trên tay có ba đây thì các bạn sẽ cắm vào trong cái giắc mâm lửa, giắc của cục sạc zin. Cái giắc sạc zin trên xe ha. Cái giắc này các bạn cắm vào trong cái dây màu nâu của dây lửa sau ổ khóa của cục stop chân. Đó, còn đây là cái giắc cắm xuống mâm lửa. Nó toàn bộ là làm giắc cắm nghiêm chỉnh, và đây là những cái ống chống cháy các bạn ha. Và các bạn chỉ cần việc là cắm giắc thôi. Đây là một cái relay chuyển điện bình. Đó thì toàn bộ là ống chống cháy, các bạn yên tâm ha. Rất là tuyệt vời. Đó, về cái việc cắm giắc. Và sạc này là cũng là sạc chính hãng Suzuki GD của HCE. Có series. Nó có logo rõ ràng đó các bạn ha. Rồi các bạn đã có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên góc màn hình cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn.